Và bây giờ, lời nói đầu tiên đã xong thì cho Nguyên mạn phép chia sẻ đến những chủ đề của ngày hôm nay. 10 tỷ của Nga câu chuyện nó như thế nào? 10 tỷ đô nha, chứ không phải là 10 tỷ Việt Nam. Đây là Nguyên nói là 10 tỷ đô la. Một cái câu chuyện mà động trời. 10 tỷ là một con số khổng lồ như vậy. Thì các cô chú anh chị em cũng biết á, là gần đây á, nó có một cái câu chuyện đó mà Nguyên có tâm tình cách đây 3 ngày về trước. Đó là cái bà Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bà này là đàn em của ông Seru. Sau khi bà ta bị cắt chức, vì sau khi mà ông Bộ trưởng Seru đã bị cắt chức thì có nhiều quan chức cũng bị gớt đài theo. Trong đó có nhiều Thứ trưởng Quốc phòng đã bị cắt chức luôn. Thì cái bà này đó, bà mới trốn vào bên Pháp. Bà chọn một quốc gia, bà chọn Pháp, không biết nguyên nhân và lý do. Thì bà trốn vào bên Pháp, đó là cái điều mà chúng ta biết cách đây 3 ngày trước. Thì ngày hôm nay, người ta biết được cái con số tiền bà ôm đi để đến đất nước Pháp. Một con số tiền rất là nhỏ, nó rất là tròn, 10 thôi, 10 tỷ đô. Đây là thông tin đến từ Nga. Nga cáo buộc bà này đã ôm một số tiền khổng lồ, 10 tỷ đô. Trời ơi là trời, nghe con số là nguyên xỉu. Nguyên cũng giống như là đại tử của thầy mà. Thầy Nguyên nói một câu, trời ơi, ai tặng cho thầy 1 tỷ là thầy xỉu. Thì Nguyên mà nghe tới 10 tỷ đô, trời ơi là xỉu. Đó, thì cái con số tiền nó khổng lồ đến mức độ như vậy. Nó khổng lồ đến mức độ như vậy. 10 tỷ đô. Bà ôm một tài sản khổng lồ của Nga, bà đi đến đất nước Pháp. Không không thì tự nhiên Pháp có một nhà tỷ phú đến, thì tất nhiên là Pháp phải welcome rồi. Pháp sẽ mở cái cánh cửa đó mời bà. Đó, đây là làm cho Putin đang nổi cơn điên và tức giận. Đúng ra 10 tỷ này nếu mà tịch thu, nó sẽ nằm ở trong cái quốc phòng của Nga, và Nga sẽ có vũ khí tiếp tục chế tạo vũ khí. Nhưng 10 tỷ này nó xin lỗi, nó đã bay đến ở đất nước Pháp rồi. Làm cho phía bên lực lượng của Nga đang nói chuyện với chính phủ Pháp và kêu gọi chính phủ Pháp phải gửi bà này về với cái số tiền là 10 tỷ. Putin ơi, bác Putin ơi, bác đừng có mơ. Tiền vô túi của Pháp là của Pháp rồi. Nha. Tiền mà vô túi của Pháp qua bên Pháp nó là của Pháp rồi. Nó không có về được đâu. Người có thể dễ người về, nhưng mà tiền là không bao giờ gửi về đâu. Bác đừng có mơ chuyện đó. Tiền của quan là vô túi quan, nó là của quan rồi. Bác đừng có giả bộ mà làm. Bác mơ bác mộng. Bác mơ bác mộng là Pháp, chính quyền Pháp sẽ gửi bả về với cái số tiền 10 tỷ. Đừng có mơ chuyện đó. No đó. Đó, nó về bên Pháp thì nó ở Pháp, bả 10 tỷ ở bên Pháp nó cưng bả lắm. Thứ nhất là bả có thông tin tình báo. Bả hiện bây giờ bả chạy qua bên Pháp với cái tư cách gì đó là tị nạn chính trị. Thì bả cho rằng ở Nga tánh mạng của bả bị đe dọa. Và bả được chính phủ Pháp đang bảo vệ bả. Bả được chính phủ Pháp đang bảo vệ bả. Thì bả có những cái thông tin tình báo đáng giá. Cái thông tin của bả không cũng đáng giá mấy tỷ rồi. Bà làm Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà. Chức vụ của bà, tất cả những cái thông tin về quân sự của Nga nó nằm trong lòng bàn chân của bà. Đó. Qua bên này là mấy ông Pháp là gửi mấy chai sáo muối cho bà. Đúng không? Cho bà uống rượu vang, gửi chai sáo muối cho bà. Ngôi thông tin tình báo của bà hết. Đó. Bây giờ bà ở trong cái thế kẹt. Về Nga thì bà bị chủ tiêu. Thì bà sẽ khai hết thôi. Những bí mật quốc gia an ninh của Nga thì bà sẽ nói hết. Bà là cái người giá trị như vậy thì Pháp làm sao gửi về được, làm cái gì có chuyện nó làm gì Pháp mà gửi gì cho Nga, mà ông Putin ổng lại điện thoại cho bên Ma không mà kêu gửi về. Mơ đi, chuyện đó không có đâu Putin ơi, chuyện đó là bắt Putin bắt mơ đi. Lúc mà bà còn ở đó, bắt không bắt được bà là các ông dở rồi. 10 tỷ các thứ vậy, khủng khiếp không? Thì đây là một cái con số khổng lồ mà cái bản tin nó đang gây sốc, được báo chí của Nga chia sẻ một cách rầm rộ ngày hôm nay, khi họ nói là một bản tin bí mật ra cái số tài sản mà bà đem ra nước ngoài 10 tỷ. Thì
Đây cũng là một cái sự kiện để chúng ta thấy rõ được là trong nội bộ của đất nước Nga nó đang ở trong một cái giai đoạn lục đục, và chúng ta thấy rõ được là cái sự việc mà Putin rất là lo lắng là những cái thế lực ở Nga lật đổ ông, và chúng ta thấy được là họ có khả năng vì họ có khả năng, họ có cả 10 tỷ, mà mình ơn bà có 10 tỷ, những người khác là bao nhiêu, ví dụ là ông Seru là bao nhiêu tỷ mình không rõ, nhưng mà cái khả năng người ta có tiền và có quyền lực, nên là những người mà có tiền có quyền lực thì hiện bây giờ tại đất nước Nga là những người bị đe dọa. Có tiền mà không quyền lực thì còn ok, nhưng mà có tiền có quyền lực là cái điều mà Putin đang lo lắng nhất, vì Putin sợ những người này có thể đoàn kết với những nhà doanh nhân, những nhà đầu tư, những nhà tỷ phú tại Nga để lật đổ Putin. Đó là bản tin đầu tiên đầy hấp dẫn, gay cấn mà các quý vị thấy nó đã không? Nghe nó đã tai luôn, đã tai luôn. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật một bản tin của Việt Nam, Nguyên thấy vui. Sẵn tiện với cái xu hướng vui rồi, Nguyên cũng đưa tin vui trước nha. Bản tin của Việt Nam, đúng ra thì Việt Nam là Nguyên làm để cuối chương trình, lúc nào tin Việt Nam là Nguyên cũng để cuối hết, để cuối hết, bởi vì có nhiều cô chú anh chị em không thích nghe tin Việt, vì nguyên nhân này nguyên nhân kia các quý vị e ngại, thì lúc nào Nguyên cũng để làm cuối chương trình để cho mà mấy bác nào không thích thì người ta ngừng cái chương trình vừa đủ, rồi tới cái tin Việt Nam thì người ta nghĩ mệt, người ta không nghe, người ta không muốn. Thì nhưng bữa nay cái thông tin này Nguyên thấy nó hay quá, nó vui quá, Nguyên không chia sẻ thì Nguyên cảm giác có lỗi với các quý vị. Con người Nguyên, các quý vị biết là nhiều chuyện quen rồi, cái máu nhiều chuyện nó đang sâu trong máu của Nguyên, dưới mà nó có liên quan cái máu mà kêu là cái máu 35 đó, cái máu 35 đó nó đi sâu trong gan, trong tủy, trong tâm trí của Nguyên rồi, nên là cái bản tin nào mà nó có liên quan đến cái điều đó là không chia sẻ thì không có được, mình cảm giác có lỗi với lương tâm đó, có lỗi với bản thân, đó là bắt buộc phải chia sẻ cô chú anh chị em đó. Bánh mì thì phải có pate, đàn ông thì phải có máu dê trong mình, cái điều đó là không thể nào không có được. Đàn ông mà không có máu dê thì quý không biết còn phải đàn ông hay không. Cho Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân mới hỗ trợ chương trình, nó là cái điều mà có máu 35 trong người đó là cái chuyện tất nhiên, dĩ nhiên mà phải có, trời ơi là trời, chứ đâu có gì xấu đâu. Cái câu nói rất là hay mà, bánh mì thì phải có pate mà đàn ông thì phải có máu dê trong mình. Thì cô chú anh chị em thì câu chuyện như thế nào, thì hiện bây giờ Việt Nam người ta đề nghị là bỏ đi cập nhật cái giấy độc thân trước khi kết hôn. Wow, các quý vị cũng biết là trước khi kết hôn đó thì các quý vị phải chứng minh là các quý vị đang độc thân single thì các quý vị mới kết hôn với cái cô kia. Bây giờ Việt Nam mình bỏ luôn, Việt Nam mình đang đề nghị thôi thôi khỏi cần cặp cái giấy gì hết trơn, kết hôn kệ nó kết hôn đi, nó không cần biết nó có độc thân hay là không độc. Các quý vị nói có lý à nha, cái này mấy anh khoái à nghe, mấy bác nhà ta thấy là ok à. Cái đề nghị này Nguyên nghĩ là các vị cũng biết là kết hôn là hai bên phải chứng nhận là tôi đang độc thân, tôi không có lấy vợ lấy chồng, hay là tôi vẫn độc thân chứ tôi không phải là người đang có một cái quan hệ vợ chồng với ai đó, và tôi lấy cái cô này hay cô này lấy tôi, hai bên đều phải có một cái giấy chứng minh độc thân hết. À, vì chúng ta làm hôn thú thì chúng ta có chứng minh là chúng ta là người đã có vợ rồi, có gia đình rồi. Nếu Việt Nam giờ bỏ luôn giấy độc thân nó không cần thiết, có được à, cái này là được. Mấy ông này mấy ông khoái lắm, mấy bác khoái lắm, mấy bác mà có ghệ rồi, có vợ rồi, khoái lắm, được được à, cái này anh bỏ phiếu anh đồng ý liền, quen hô liền. Nguyên ơi, em chia sẻ tin này quá hay Nguyên ơi, cảm ơn em Nguyên ơi, bảo đảm luôn. Thì Nguyên không biết nguyên nhân và lý do nào nó đã dẫn đến mà chính phủ Việt Nam đã không cần thiết cung cấp cái giấy tài liệu là mình độc thân, Nguyên cũng không hiểu nguyên nhân và lý do. Chắc là nguyên nhân đó là Nguyên thấy như là dành cho mấy bác, tại vì chắc biết là ở Việt Nam mình hiện bây giờ đó nó có một cái xu hướng đó, là có tiền thì mới có vợ, có tiền mới có ghệ, không tiền là no money no honey đó. Nói chung chung Việt Nam là như vậy, tiếng Mỹ nó nói rất là hay, no money no honey đó, thì không có tiền là không có ghệ. Ở Việt Nam là dù có đẹp mà không có tiền cũng không xong, đàn ông mà không có tiền là không có cô nào khoái hết. Hỏi anh có xe không, anh có nhà không, lương anh bao nhiêu triệu, mà thôi lương anh có 5 triệu à, hiện giờ chưa có xe chưa có nhà à, thôi, thôi 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 cuộc đời em đã đủ khổ rồi, em mà dớt anh em còn khổ nữa,
em mà dớt anh thì em còn khổ nữa, thôi tha cho em một bình yên đi. Đó. Thì chỉ có mấy ông có điều kiện. Mà mấy ông có điều kiện thì nó có hai thành phần Việt Nam có điều kiện mà thôi. Ở Việt Nam mình có hai thành phần có điều kiện. À, hai thành phần có điều kiện. Thành phần thứ nhất, đó thành phần cần là có gia sản. Do tổ tiên, cha mẹ, đất đai nó còn dư giả quá đông. Rồi đất đai bây giờ có giá, bán có tiền. Bán có tiền. Bán có tiền các bạn. Bán có tiền. Đó là may mắn, tổ tiên đất đai còn quá dư. Ông bà cò bay thẳng cánh chia cho con đất là con nó bán ra nó có tiền. Không không, nó có mười mấy hai chục tỷ. Nó bán đất nó có tiền. Nó không làm gì hết. Nó hưởng đất nó có tiền. À, còn một thành phần kinh doanh là những người buôn bán kinh doanh, làm ăn buôn bán, đó đó là thành phần người dân thường. Chỉ có hai thành phần người dân thường này, có hai thành phần đó thôi. Còn cái thành phần cuối cùng đó, thành phần cán bộ công chức. Cán bộ công chức thì làm sao có tiền thì mình biết rồi đúng không, khỏi còn phải nêu lên mất công mình đâu, người ta nói nguyên nói xấu. Nhưng mà cán bộ công chức với cái lương 5 triệu, 10 triệu, 15, 20 triệu thì làm gì mua được biệt thự, đúng không? Làm gì mà mua đất đai thoải mái? Tất nhiên chúng ta biết lý do nào họ có tiền rồi. Nếu mà nói như vậy là quá hiểu rồi. Nếu lý do mà chỉ có hai, một là dân, hai là quan thôi. Dân thì nó có hai loại, loại có đất bán, còn một loại làm ăn, đúng không? Còn phần lớn những người kia là đâu có tiền. Nên là chung chung là cái đạo lực này nó dành cho những người có điều kiện. Cái đạo lực sắp sửa ban ra không cần giấy kết hôn thú là dành cho những người có điều kiện. Có điều kiện. Còn mấy bác không có điều kiện thì các bác giống như Nguyên cứ độc thân đi, cứ single. Ở Việt Nam không có điều kiện thì cứ nằm chèo queo đó đi, nằm chèo queo đó đi. Nghe không có con ma nào nó vớt hết. Ma nó còn không vớt nữa. Ma nó hỏi là anh có đốt không? Anh có cúng với em nhiều không? Anh không đốt nhiều em cũng không thích đâu. Đó. Đó. Nên là cái đạo lực mặt vấn đề giấy độc thân đó, nó dành riêng biệt cho những cô chú anh chị em nào có điều kiện rồi nha. Đó là bản tin vui vui. Ma bây giờ cũng phải đốt dữ lắm, thầy Nguyên nói rồi, không đốt tôi cũng không có thương yêu gì đâu, đừng có nói, ma không thèm nữa. Đó là bản tin vui vui của Việt Nam. Mà bây giờ chúng ta quay trở lại những bản tin sôi động khác, hấp dẫn, ly kỳ. Nguyên đã hứa với các quý vị là ngày hôm qua đó Nguyên cũng hơi mệt, bị chi phối đá banh quá, thua đá banh giết cái đầu óc Nguyên nó điên đảo luôn, nó không có sức lực nữa. Đi theo các quý vị, đúng rồi, thắng rồi, đi theo ông Hun Sen giết. Hun Sen đứt 100%, đứt, tin tôi đi. Đó. Thì nói về Hun Sen một chút xíu, về bản tin của Hun Sen, đó là Hun Sen của Campuchia. Thì ngày hôm nay giữa Nhật Bản và Campuchia đã có một cái lời chia sẻ về cái vấn đề yểm trợ Chui Khanh. Lạ không? Campuchia yểm trợ Chui Khanh. Chuyện nó lạ các ơi. Trong Nguyên nói từ đó tới giờ là Campuchia đứng về phía Nga. Đứng về phía Nga. À, Campuchia binh vực Nga rất là dữ dội. Binh vực Trung Quốc, binh vực Nga. Cả luôn cái buổi họp hòa bình mà Campuchia không đi dự. Thì Campuchia cho rằng không có sự hiện diện của Nga, Campuchia không thèm dự cái buổi họp hiệp đỉnh hòa bình ở tại Thụy Sĩ. Nhưng ngày hôm nay thì Campuchia và Nhật Bản đã có sự yểm trợ cho Khanh. It's amazing. Để tiếng Mỹ nó nói, có một cái sự kỳ diệu, chuyện lạ kỳ xảy quá quá. Không ngờ chuyện đó có thể xảy ra được. Trong lãnh vực gì mà Campuchia yểm trợ cho Khanh, đó là lãnh vực gỡ mìn. Nhật Bản và Campuchia sẽ gửi nhân viên đào tạo và những cái thiết bị yểm trợ cho người dân Khanh biết cách làm sao gỡ mìn. Thì các quý vị biết là đất nước Campuchia là một cái quốc gia trong quá khứ nó đầy mìn hết. Đã làm thiệt hại rất là nhiều người dân thường đã đạp mìn và đã làm tổn thương, đặc biệt là những cái tay chân rất là nhiều. Thời điểm đó những đứa trẻ rất là nhiều. Và Campuchia họ đã có kinh nghiệm về cái vấn đề gỡ mìn nhiều chục năm vừa qua. Nên là họ với Nhật Bản thì cung cấp những cái thiết bị tân tiến, rồi Campuchia thì là cái sự yểm trợ về cách làm sao gỡ mìn. Ở đây cũng là Campuchia có một phần nhỏ yểm trợ cho Ukraine về vấn đề nhân đạo sau hai năm mấy vừa qua. Nói về Campuchia thì Nguyên mới điều tra Facebook thì ông Hun Sen ông mê đá banh, ông đá banh. Nguyên không biết ông đá banh không lượm banh nữa,
mà ổng có cái đội đá banh của ổng ghê lắm, hèn chi ổng bàn bóng đá nó dữ dội đó. Thì Nguyên mới biết là ông Hun Sen ông mê đá banh nhé. Ở Nguyên không biết ông có đá nổi hay không mà ông có cái đội đá banh của ông luôn. Nguyên cái tướng ông bây giờ, cái tuổi ông bây giờ ông đá kiểu nào nổi vậy trời. Nguyên thấy lụm banh thì còn quả may chứ mà đá banh thì đá sao nổi. Thì ông Hun Sen ông rất cần mê đá banh và ông đã có những cái bài bình luận về đá banh trong thời gian vừa qua, đặc biệt là cái cuộc trấn đá ở chạy châu Âu. Và các vị biết là ổng khẳng định là đức thắng 100%. Và ngày mấy ngày hôm nay mà Nguyên nghĩ là ai đi theo ổng là bảo đảm với các như vậy là choáng váng mặt mày rồi thiếu máu rồi nhức đầu nhức óc. Đó là do ổng không. Do ổng không. Nhức đầu nhức óc là do ổng không. Trong Nguyên lần nữa là cảm ơn tất cả cô chú anh chị em trong thời gian vừa qua cũng đã đóng góp chương trình bằng cách những cái câu khảo sát, những cái chủ đề quan trọng, trong đó nó có gần đây nhất thì chúng ta có cái chủ đề đá banh. Thì các vị cũng biết thì đá banh cũng là một cái môn thể thao mà được cả thế giới yêu chuộng. Và trong cái bản tin của quốc tế thì gần đây thì Nguyên cũng có nêu lên vấn đề đá banh để cho cái chúng ta có bầu không khí nó phù hợp với cái thời đại, cái thời địa điểm. Và chúng ta thấy được là cái miệng của ông Hun Sen á, một mặt thì ê đừng có chơi cá độ nha, không có tốt đâu, để tao chơi thôi. À, đừng có chơi cá độ, nhưng ổng bình luận đá banh thì quá nhiều. Ổng đưa ra những cái quan điểm đá banh của mình về đội này thắng, đội kia thắng. Ổng đưa ra những cái chiến lược, ổng giải thích và ổng còn bảo đảm là 100%. Thì Nguyên tin chắc là đất nước Campuchia vừa qua sẽ tổn thất một số tiền khổng lồ vì có rất là nhiều người đã đi theo ổng. Đi theo ổng. Và bản thân của ổng Nguyên nghĩ ổng cũng đã méo mặt. Ổng đã mất máu rất là nhiều trong những cuộc đá banh gần đây. Ổng đã mất máu rất là nhiều trong cuộc đá banh gần đây. Nguyên nghĩ là bây giờ sức khỏe ổng không khỏe đâu. Nguyên nghĩ là ông Hun Sen này sức khỏe ổng không khỏe đâu. Ổng không có khỏe đâu, bảo đảm. Bảo đảm là bây giờ ổng không còn khỏe nữa rồi. Và bao giờ Nguyên là từ giây phút này ổng không còn dám bình luận nữa, không còn dám chia sẻ trên mạng Facebook ổng vấn đề đá banh nữa đâu. Nói về Campuchia một chút xíu nữa, liên quan đến ông Hun Sen. Thì là gần đây nhất thì ở Campuchia nó đã ra cái bộ phim Con đường cứu nước, do Hun Sen là người câu chuyện lịch sử của Hun Sen, Con đường cứu nước. Ở trong cái bộ phim này được lan chiếu ra rầm rộ ở tại Campuchia. Cái bộ phim này trong cái cốt truyện nó có một cái khúc là ông Hun Sen đã chạy qua bên Việt Nam và cầu cứu lực lượng Việt Nam giúp đỡ. Và trong cái câu chuyện này ông Hun Sen đã cảm ơn cái sự giúp đỡ của Việt Nam trong giai đoạn đó. Cảm ơn chính phủ Việt Nam cúp trong giai đoạn đó đã cứu mang ông ta, đã giúp đỡ ông ta, và sau này thì mới lấy lại đất nước và lực lượng Việt Nam đã giải phóng cái loại kia mà Khmer Đỏ. Thì trong cái câu chuyện lịch sử, câu bộ phim lịch sử đang đánh bóng tên tuổi của ông Hun Sen để trở thành một người vĩ đại cứu nước, một người Hun Sen hiện bây giờ đang tạo ra cái bước đi của mình giống như là của Bác Hồ trong quá khứ. Có nghĩa là làm sao tên tuổi của Hun Sen nó sẽ trở thành một cái tên tuổi lịch sử, dù sau này ổng không còn tồn tại. Và ổng là một anh hùng vĩ đại, cũng giống như Việt Nam bây giờ là Bác Hồ vậy đó. Thì hiện bây giờ Campuchia là Hun Sen. Thì trong cái câu chuyện mà cái bộ phim của ổng thì ổng đã nhấn mạnh cái sự cảm ơn đất nước Việt Nam. Ngày hôm nay thì đảng và nhà nước Việt Nam chúng ta, ôi ôi, trời ơi, Hun Sen tuyệt vời quá. Hun Sen không quên ơn của Việt Nam. Việt Nam và Campuchia, hai quốc gia chúng ta là anh em hài hòa. Hun Sen không quên ơn nghĩa và ngày xưa Việt Nam giúp đỡ Campuchia như thế này, như thế kia. Trong Nguyên nói, đây là âm mưu. Tại sao cái bộ phim này nó được sản xuất và nó ra mắt trong cái giai đoạn này? Vì nó đang xoa dịu đi cái sự phẫn nộ của Việt Nam về vấn đề cái kênh đào Phù Nam Techo. Trong cái câu chuyện ông ta họ cảm ơn Việt Nam vì đó là một sự thật, không thể chối cãi trong lịch sử. Vì đó ai cũng biết hết, dù ổng có muốn giấu cũng không được. Vì Việt Nam đã đem lực lượng của mình để đánh Khmer Đỏ. Thì ngày hôm nay Campuchia mới có chánh quyền của Hun Sen. Đó là một cái sự thật của lịch sử, đặc biệt lịch sử gần đây. Nó có những giấy tờ chứng thực, nó không thể chối cãi được. Dù ổng không muốn cảm ơn, ổng cũng phải cảm ơn. Nhưng cái điều là cái bộ phim này nó ra mắt trong cái thời điểm mà đang nhạy cảm giữa ban giao Việt Nam và Campuchia. Và cái cách ổng cảm ơn thì làm xoa dịu đi cái sự tức giận và dư luận, đặc biệt là dư luận xã hội.
Đây là một cái chiêu trò của Campuchia hay cho mình, thông minh. Vì không nhờ cố vấn Campuchia, bây giờ tôn tử binh pháp Campuchia họ thông minh ghê luôn. Đang giữa Việt Nam và Campuchia căng thẳng, và vài ngày nữa vào tháng 8, ngày 6 tháng 8 thì cái công trình nó sẽ được khởi hành và toàn quốc Campuchia sẽ bắn pháo bông để chúc mừng. Thì bây giờ ông ra một cái bộ phim để ổng xoa dịu đi dư luận xã hội, xoa dịu đi cái chính phủ Việt Nam để bớt đi căng thẳng, để cho cái công trình của ổng nó sẽ không xảy ra bất cứ một sự bất ngờ nào đáng tiếc, để nó thể suôn sẻ để mà khởi động cái công trình và không bị sự gào cản hay lên án bất cứ một thế lực nào. Nhưng mà Việt Nam chúng ta thì vẫn ngây thơ. Ôi ơi, Campuchia biết ơn mình, Campuchia biết điều quá. Vì đó là con người mà ai mà thích nghe những lời nịnh bợ đó, ai thích nghe những lời tâng bốc đó, cuộc đời nó khổ lắm. Để cho Nguyên chỉnh nè. Ai mà thích nghe những lời nịnh bợ và tâng bốc nó khổ lắm. Việt Nam mình khoái cái điều đó là khổ dài dài. Con đời của Nguyên thích chanh chua rồi, nghe người ta cứ nói xấu về mình, mình không bị người ta lừa gạt như thế nào, còn mà bị người ta vuốt ve, trời ơi anh là anh hùng, anh là tuyệt vời, anh đẹp quá, dễ chết lắm các quý vị à. Việt Nam của mình đang bị dụ nè, bây giờ là báo chí Việt Nam đồ ca ngợi đồ bộ phim của Campuchia đồ đó, bán giáo hai quốc gia đồ. Nếu thực tế Campuchia biết ơn Việt Nam thì họ sẽ không bao giờ xây dựng cái kênh đào này. Cái mục đích cái xây dựng cái kênh đào này đó là hạn chế sự phát triển của Việt Nam và tầm ảnh hưởng của Việt Nam. Và nó đã dẫn đến Việt Nam sẽ gặp những cái sự khó khăn ở khu vực 6 tỉnh thành ở miền Nam Việt Nam về vấn đề hạn hán, nước ngọt. Đây là một cái đánh kinh tế rất là rõ. Nếu thực tế họ biết ơn, mà Hun Sen đã biết ơn cái sự Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia, thì ông ta sẽ không mà làm điều đó. Nhưng mà mấy bác nhà ta thì không nghĩ như vậy. Ok, thôi đó là chuyện của Campuchia. Boneon Salang Bonte. Bữa nay tin Campuchia hơi nhiều. Tại cỡ này thì vấn đề của Campuchia nó khá là được người ta chú ý qua những cái hành động xích mích với Việt Nam và những cái sự đang gây cấn, các quý vị đang gây cấn. Và có nhiều cô chú anh chị em đó, chúng ta phải nghĩ cái khía cạnh của Campuchia là Campuchia họ cần phát triển. Tất nhiên rồi, cái điều đó thì Nguyên không có nói gì cả. Ai cũng có cái quyền lợi và ai cũng có cần bảo vệ cái quan điểm của mình cả. Ai cũng đặt cái mục đích quốc gia mình lên hàng đầu. Nhưng khổ là Nguyên là người Việt Nam, nên là Nguyên bắt buộc phải đặt cái lợi ích quốc gia Việt Nam của Nguyên lên. Thì người Campuchia thì họ có những cái quan điểm của họ, thì Nguyên không phản bác cái quan điểm của họ, vì họ có quyền làm những cái gì mà họ thích. Cái điều đó thì Nguyên đã nói rõ rồi mà. Khổ là trong chính trị là gì mà. Nên là sao Nguyên nói có một cái anh nói vui lắm. Trời ơi Nguyên ơi, Nguyên ơi, con Nguyên bàn luận vấn đề chính trị với tôn giáo giống sư phụ của Nguyên quá. Các vị biết sư phụ Nguyên là ai đúng không? Cái anh đó ảnh còn lấy cái đoạn video của sư phụ Nguyên. À, sư phụ Nguyên giảng đạo. Rồi, thấy chưa? Nói gì hết luôn. Tất nhiên đại tử ruột mà không giống sao được. Trời ơi là trời. Đại tử ruột mà sao không giống được? Nó ruột không phải là ruột dư đâu nghe. Nó là ruột của ruột đó. Đại tử ruột của thầy Thích Chân Quang là tất nhiên là phải có những cái bài diễn đạt nó phải giống nhau chứ. Ảnh còn vô trời trời không ngờ thằng Nguyên nó nói chuyện y hệt thầy nó luôn trong cái vấn đề mà kêu là tôn giáo và chính trị. Thì trong cái bài diễn văn của thầy của Nguyên á, nó có một cái tương đồng với Nguyên về cái lãnh vực này. Nguyên đã nói cho các quý vị, thầy của Nguyên nó phải là dân thường đâu, dân thứ mẹ mà. Thầy của Nguyên bị dấn mặt coi bữa. Thì thầy của Nguyên nói như thế này trong cái vấn đề chính trị. Thầy của Nguyên kêu là chính trị là gì? Thầy Nguyên nói chính trị có nhiều nghĩa lắm. À đúng không? Chánh trị có nhiều nghĩa lắm, chánh này, chánh kia, chánh phái, chánh em, chánh nhiều cả. Nhưng mà chánh trị là lường gặp, lọc lừa, gian xảo. Đó, thầy của Nguyên nói như vậy trong cái bài diễn đạo về chánh trị. Đó thì Nguyên có giải thích cho các cô chú anh chị em đối với Nguyên cái quan điểm chánh trị của Nguyên là gì. Chánh trị đó là lợi ích cá nhân hay là lợi ích nhóm, lợi ích quốc gia. Chánh trị nó không có cái bao la giống như là tôn giáo. Tôn giáo nó là một cái điều nó quy nó là nó vượt qua cái tầm cỡ của con người. Tôn giáo nó không phân biệt màu sắc gia tộc. Tôn giáo không có phân biệt điều đó. Anh là người da đen anh đi đạo Phật cũng được. Khi Chúa là người da trắng mà người da đen họ vẫn thờ ao ao. Phật là người bên gốc Ấn Độ mà chúng ta cũng lại ao ao. Nó không có bất cứ một cái sắc màu gia tộc nào cả. Nó không có biên giới quốc gia. Ở tại sao Ấn Độ người ta thờ Ấn Độ, mình Việt Nam mình thờ làm gì?
Tôn giáo nó không phân biệt quốc gia. Tôn giáo không phân biệt sắc tộc quốc gia, không phân biệt giai cấp xã hội. Ông tổng thống, ông là người đi xin ăn, đối với cặp mắt của tôn giáo nó đều giống nhau, nhưng cặp mắt của chúng ta về chính phủ không giống nhau. Chúng ta đón tiếp ông tổng thống nó khác. Các quý vị thấy là mình đón tiếp ông tổng thống nó khác. Mình một người dân thường đi du lịch thì khác. Chúng ta có cái giai cấp, nhưng trên cặp mắt của tôn giáo nó không có giai cấp xã hội. Và cái lợi ích tôn giáo không có lợi ích. Mục đích của tôn giáo là dạy cho người sống tốt, ăn lành ở thiện, dạy cho con người yêu thương lẫn nhau, không có bất cứ một cái lợi ích nào hết. Còn chính trị chúng ta đã đầy lợi ích tiền, làm sao nó vô túi mình? Mình phải sao mạnh hơn, lực lượng của mình phải mạnh hơn, người ta phải sợ mình. Tiếng nói mình phải làm cho người ta quyền quý, làm cho người ta khiếp sợ. Đó là chính trị, phải phân biệt rõ chứ. Chính trị với tôn giáo nó khác biệt một trời một vực như vậy, mà cái hai cái nó lộn chung với nhau sao được? Các quý vị có đồng ý với tôi không? Vì nhiều khi các quý vị phải ngồi suy nghĩ kỹ lên, tại sao cái ông da đen mà ông đi thờ Chúa, sao kỳ vậy? Chúa của tôi là người da trắng. Vì tôn giáo nó không có màu sắc, màu da. Tôn giáo nó không có biên giới, đất nước. Tôn giáo